Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Và thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là copy được chữ ở trong hình ảnh ở trên cái chiếc điện thoại iPhone của chúng ta nhé mọi người nhé. Ở đây mình sẽ thoát ra này. Cái việc đầu tiên thì các bạn cần phải cập nhật cái phần mềm của chiếc iPhone của các bạn là lên iOS là 17 nhé mọi người nhé. Đây mình vào phần cài đặt chung này, mình sẽ vào phần giới thiệu này. Đó, thì đây của mình là iOS 17.4 nhé mọi người nhé. Đây, đây là chiếc điện thoại iPhone 12 và mình sẽ cho mọi người xem cái chiếc iPhone 8 của mình. Thì hiện tại iPhone 8 của mình là 16 nhá. Và mình không copy được. Đây mình sẽ vào cái phần hình ảnh này. Đây. Đây chúng ta không thể nào mà copy được cái chữ ở trong cái hình ảnh này nhé mọi người nhá. Thì cái này nó rất chi là tiện lợi nhé mọi người nhá. Đó, nó giúp cho chúng ta có thể là chỉnh sửa các văn bản ở trên cái hình ảnh, hoặc là chỉnh sửa những cái văn bản đó để chúng ta có thể là gửi cho bạn bè, hoặc là chúng ta photocopy, chúng ta copy ra để sửa được nhé mọi người nhá. Ở đây mình sẽ vào cái phần hình ảnh cho mọi người xem này. Ở đây mình có sẵn một cái hợp đồng thuê nhà mình đao ở trên mạng về. Ví dụ như bây các bạn muốn sửa một số nội dung ở trong này thì chúng ta sẽ kích vào đây. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh nhé. Đó, nó hiện lên như này. Có cái phần kéo này, chúng ta kéo hết cái văn bản xuống lên trên và xuống dưới nhé. Rồi mình sẽ kích vào cái phần là sao chép này. Lúc này chúng ta đã sao chép được chữ ở trên cái hình ảnh này rồi nhé mọi người nhé. Bây mình sẽ thoát ra ngoài này. Các bạn có thể là vào cái phần tin nhắn để chúng ta gửi cho bạn bè, hoặc chúng ta vào phần ghi chú trước này. Đây mình sẽ tạo một cái ghi chú mới cho mọi người xem nhé. Rồi chúng ta sẽ dán vào đây. Đó, lúc này là tất cả các nội dung nó đều hiện ra. Mọi người có thể nhìn thấy chúng ta hoàn toàn có thể là chỉnh sửa được những cái nội dung như này nhé mọi người nhé. Chúng ta có thể là thêm hoặc là bớt. Rồi, đó, sau đó chúng ta sẽ copy cái đoạn hoàn chỉnh ở trong cái phần ghi chú này để chúng ta gửi cho bạn bè của chúng ta, hoặc là gửi cho những người photo qua Zalo hoặc là qua SMS nhé mọi người nhé. Còn ví dụ như là về cái phông chữ này thì người ta sẽ tự điều chỉnh cho các bạn ở trên cái máy tính làm sao cho hợp lý nhất nhé mọi người nhé. Đó, nó đơn giản như vậy nhưng mà yêu cầu cái điện thoại của các bạn cần phải iOS 17 trở lên nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình hôm nay, đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.